Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021, chùa Hồ Lao Đức cùng chính quyền địa phương trao cho hai hoàn cảnh ở đây, chú Y Hơ do chị gái ẩn danh ở phương xa tài trợ là 300 ngàn mua hiện vật lần thứ 37, và bác Ơi Minh do chị gái ở phương xa tài trợ là 300 ngàn mua hiện vật lần thứ 37. Thì cô cũng đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn chị gái ở phương xa đã quan tâm và hỗ trợ cho hai hoàn cảnh này. Chúc chị và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây em nhận hai hoàn cảnh do chị gái ông dân ở phương xa hỗ trợ khác, thì một lần nữa cũng cảm ơn mọi lúc từ đồng phú và chị gái ông dân ở phương xa. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021, thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây để giao phần quà cho chị gái ông dân ở phương xa hỗ trợ cho ông Hồ Đại Hơn, thì phần quà 300.000 đồng gồm bằng hiện vật là một bịch gạo hay là 6 lốc sữa, và đây là 3 bì bánh và 1 bì kẹo bạc hà. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hồ Đức chùa Đồng Phú và chị gái ẩn danh ở phương xa đã quan tâm hỗ trợ cho ông Hồ Đại Hơn, và chúc cho gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Hay quá. 22 tháng 9 năm 2021, thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã trao phần quà cho chị gái ẩn danh ở phương xa hỗ trợ cho ông Minh, thì phần quà 300.000 mua bằng hàng quạt, nhất ở đây là một gạo, một thùng mì gấu đỏ, là vì cá nọc qua ba vị muối. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hô Đức chùa Đồng Phú đã, và chị gái ăn danh ở phương xa đã quan tâm hỗ trợ hàng tháng cho ông. Xin chúc gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn chị rất nhiều.